Lời đầu tiên xin cho phép chúng con Trà My và Đức Huỳnh được gửi tới cha xứ, thầy xứ cùng toàn thể quý vị và các bạn lời chào, lời chúc một đêm Giáng sinh an lành, thánh đức và tràn đầy hồng ân Chúa. Kính thưa quý vị và các bạn, Thiên Tử giáng trần thương cứu độ, thế nhân hạnh phúc đón hồng ân. Giêsu dẫu chính là Đức Chúa nhưng vẫn vui mang kiếp phàm nhân. Vâng, sau 4 tuần lễ sống trong niềm hy vọng chờ đợi, đêm nay chúng ta hân hoan vui mừng với tất cả tấm lòng tri ân và cảm tạ. Vì đêm nay ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Đêm nay Hài Nhi Giêsu xuất hiện như một làn ánh sáng của tình yêu sưởi ấm cõi lòng nhân thế. Hài Nhi Giêsu sẽ mang đến cho con người niềm hy vọng sống trong an vui và hạnh phúc được làm con Thiên Chúa. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, chương trình đêm hoan ca hôm nay của chúng ta sẽ gồm 3 phần như sau. Phần thứ nhất, hoan ca văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh. Phần 2, diễn nguyện tái hiện lịch sử cứu độ, Thiên Chúa Giáng sinh và đồng hành cùng với giới trẻ. Và phần 3, thánh lễ nửa đêm trọng thể mừng Chúa Giáng sinh. Và để làm nổi bật ý nghĩa cũng như nội dung của chương trình canh thức diễn nguyện Giáng sinh 2019 đặc biệt này, chúng con xin kính mời cha xứ An Tôn lên ban lời huấn dụ và khai mạc chương trình. Chúng con xin trân trọng kính mời cha. Kính thưa quý vị và các bạn, kính thưa quý cụ ông bà và anh chị em, các bạn trẻ và các em thiếu nhi thân mến, một mùa Giáng sinh nữa lại về với chúng ta, mùa của lễ hội, mùa của niềm vui, mùa của bình an và hạnh phúc. Bởi vì sứ điệp của đêm Giáng sinh là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Và Giáng sinh năm nào cũng có thể nói là giống như năm nào, nhưng nếu chúng ta gẫm suy, chúng ta sẽ thấy mỗi năm một khác, năm nào cũng khác, mỗi năm một mới, mỗi năm một sâu sắc hơn, mỗi năm một phong phú hơn. Mọi người có cảm thấy thế không ạ? Vâng, và Giáng sinh năm nay chúng ta thấy đúng quả thật là phong phú hơn và sâu sắc hơn. Nhưng đặc biệt chủ đề của Giáng sinh năm nay của chúng ta đó là Thiên Chúa làm người để đưa con người đến trưởng thành toàn diện. Bởi vì chính tội lỗi đã làm cho con người không trưởng thành toàn diện. Và nhiều khi con người có trưởng thành về thể lý, nhưng mà về tâm lý lại không trưởng thành. Dấu chỉ rõ ràng là nhiều người lớn tuổi rồi, nhưng vẫn sống ấu trĩ, vẫn sống ích kỷ, vẫn sống hẹp hòi và dễ gây hấn. Đó là dấu chỉ người đó mặc dù là lớn tuổi, nhưng mà vẫn sống ấu trĩ, chưa trưởng thành về phương diện tâm lý. Và vì thế cho nên Thiên Chúa làm người để soi sáng cho cuộc đời của chúng ta. Và chính Ngài sẽ giúp chúng ta giải thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, để chúng ta có thể sống quảng đại hơn, sống bác ái hơn. Thay vì chúng ta biến mình trở thành trung tâm của vũ trụ, thì chúng ta biết quan tâm đến người khác, chúng ta biết chia sẻ cho người khác, chúng ta mang niềm vui bình an đến cho người khác, thay vì chúng ta cứ đòi người khác phải làm cho mình tất cả. Đó là một vài điều để nói về sự trưởng thành của con người về phương diện tâm lý, chứ không phải chỉ dừng lại là trưởng thành về thể lý. Mà Đức Giêsu Kitô, đấng mà hôm nay chúng ta mừng sinh nhật Ngài, một câu ngắn gọn trong Kinh Thánh nhận xét về Ngài: Ngài càng lớn tuổi thì càng trở nên khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và loài người. Câu đó đủ để nhận xét, để nói rằng chính Ngài là một con người đã trưởng thành toàn diện. Đương nhiên, đối với chúng ta, đối với mọi người thì trưởng thành toàn diện là trưởng thành về thể lý và tâm lý nữa. Đương nhiên trong đó có cả nhân cách sống nữa. Nhưng đối với người Công giáo thì sự trưởng thành toàn diện còn cả sự trưởng thành về phương diện tâm linh, về đời sống đức tin nữa. Và hôm nay trong buổi hoan ca mừng Chúa Giáng sinh hôm nay, chúng ta sẽ cảm nghiệm những tiết mục múa và những bài hát để nói nên cuộc hành trình đó, hành trình để trưởng thành toàn diện. Và cuối cùng một bài hát có thể nói là một bài hát để nói nên ý nghĩa và giá trị của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người.
từ việc con người đang cảm thấy buồn sầu, từ việc con người đang cảm thấy rất băn khoăn và khó khăn để vượt lên trên chính mình. Như một vị đại thánh đã nói, khốn cho tôi, ai cứu tôi khỏi cái thân xác chết dở này, vì những điều tôi muốn thì tôi không làm, mà những điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Đó là điều mà ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm hết. Những điều chúng ta muốn là những điều tốt đẹp, là những điều tốt lành mang đến cho người khác. Nhưng nhiều khi vì ích kỷ, vì hẹp hòi, vì ghen ghét, chúng ta không làm. Nhưng ngược lại, những điều không tốt, những điều gây đau khổ cho người khác, những người gây phiền phức cho người khác, những điều gây thua thiệt cho người khác, mặc dù sâu tận đáy lòng chúng ta không muốn, thế nhưng mà chúng ta lại làm. Đó là hậu quả của tội lỗi trong chúng ta. Và đó, chính những điều đó làm cho cuộc đời của chúng ta, làm cho cuộc sống của chúng ta thiếu niềm vui. Và chính Thiên Chúa làm người, Giáng sinh làm người để mang lại niềm vui cho chúng ta. Cho nên, và con tim sẽ vui trở lại. Đó cũng là ý nghĩa của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người để cứu độ nhân loại. Một vài điều để gợi ý như thế, để chúng ta gẫm suy về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và giờ đây tôi xin phép được chính thức tuyên bố đêm hoan ca và diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh xin được bắt đầu. Thank you.